Mời các gaming Việt Nam, đây là fanpage chính thức của mình, nơi sẽ cập nhật những video độc quyền hàng ngày vào lúc 16 giờ. Các bạn có thể nhấn thích hoặc theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào từ fanpage của mình nhé. Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết từ ngày 100 cho tới ngày 200 trong Minecraft nhưng sinh tồn trên một block nha các bạn. Trong những tập trước á, thì chúng ta cũng đã quay trở về sau khi mà mình khám phá DNC các bạn và cũng đã có được cánh cứng các kiểu rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ nâng cấp khu vực để cho tụi dân làng nó đẻ được nhiều hơn cũng như là được cái chỗ nó rộng rãi hơn. Bên này mình cũng sẽ làm một cái đảo dành riêng cho tụi dân làng để nó có thể sinh sản được. Mình sẽ cần phải ghép vô những cái quyển mending các bạn 14 đúng không? Để mình xem thử coi thì chắc là phải lấy sắt đổi rồi các bạn. Hiệu sức 5 luôn các bạn ơi. Wow, con này xịn thật sự đấy. Wow, và mình cũng vừa mới trao đổi thêm được. À chắc là do hết chỗ hay gì đó. Rồi, thì chúng ta sẽ để quyển sửa chữa vào, ghép hết tất cả vào trong các những cái cánh. Rồi luôn. Cái đèn của mình lên đường luôn các bạn ơi. Thì mình quyết định là nếu như được thì ở bên dưới nè, chúng ta sẽ làm một cái khu vực để chúng ta farm tụi dân làng, sau đó thì mình có thể chuyển tụi nó lên trên đây cũng được. Thì ở dưới này là mình đếm ra khoảng tầm 15 hoặc là 17 nhân 17 gì đó, thì chúng ta sẽ làm một cái chỗ y chang vậy thôi. Nhưng mà có điều là mình sẽ bỏ vào 8 con dân làng thì nó sẽ đẻ được nhiều hơn các bạn. Rồi, như vậy là mình đã làm xong cái khu vực mà để chúng ta có thể giao nhận tụi dân làng y chang bên kia các bạn. Rồi, bây giờ thì mình chỉ việc trồng cái cà rốt vào nữa là xong các bạn. Đấy, trồng một ít thôi cũng được. Tí nữa tụi nó thu hoạch thì nó cũng sẽ tự trồng thêm mà. Như vậy là mình đã dọn dẹp hết khu vực này các bạn. Bên này vẫn còn ít dân làng nữa thì mình giữ nguyên. Nhưng mà các phần ở bên trên á thì mình cũng đã bỏ hết rồi. Và chúng ta sẽ có được một cái khu vực trống trải. Đấy. Thì bây giờ nè, đầu tiên là mình sẽ phải di dời hết tất cả cái tre chủng các thứ này đi qua bên chỗ bên kia. Thứ hai nữa là sẽ không có thay đổi cái vòng tròn này. Nhưng mà ở bên dưới á thì mình vẫn sẽ thay đổi. Tức là mình ở bên dưới mình cho những cái rương nó đi vào trong cho nó sắp xếp cho nó thành vuông góc. Nhưng mà ở bên trên này thì chúng ta vẫn để lại hình tròn, nhìn nó sẽ ok hơn. Ngày hôm nay thì mình đang có ý định là mình sẽ cố gắng là up cho hết tất cả cái sàn này á, nó thành cái sàn đất luôn các bạn. Thì bây giờ để mà nó thành sàn đất thì mình sẽ cần có sỏi và mình cần có đất. Đấy, thì bây giờ mình sẽ phải đi xuống dưới địa ngục để chúng ta lấy một ít sỏi nha. Đây, thì ở bên này sẽ có rất là nhiều sỏi các bạn, thì mình để tha hồ mà lấy. Nhưng mà chỗ này, ok, sao cái này, ok. Cây này hiệu suất 3 cùi thế. Hiện tại á là mình đang muốn kiếm một cái quyển hiệu suất các bạn à. Nhưng mà khá là khó đấy. Không biết là mình kiếm đây nè. Ôi giời ơi, mình quên mất là mình có chứ. À, như vậy là mình sẽ trao đổi quyển mềm mại luôn và mình cho nó thành hiệu suất 5 luôn các bạn. Ở dưới này thì mình có mấy phẩm sắt mà lấy sắt đổi ngọc lục bảo thôi các bạn. Như vậy thì mình sẽ có được nhiều ngọc lục bảo hơn, chứ không thì trao đổi bằng que bằng đồ thì nó lâu lắm. Chắc là sau này mình sẽ sử dụng là giảm giá các bạn. Mình sẽ bắt một con dân làng cho nó giảm giá nha. Chứ tầm này mà 4 sắt một ngọc lục bảo cũng hơi mắc đấy. Thôi bây giờ mình đi lấy thêm sỏi nè. Trời ơi, hiệu suất 5 nó phải khác chứ. Đấy. Ôi giời, chẳng tiện mình cho thêm cái mềm mại vô nữa bạn. Là đảm bảo là thế nào nó cũng sẽ ra sỏi hết, nó không ra cái đá lửa đâu nha. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo thành đất thô nữa bạn. À, và thấy chưa? Thì sau khi các bạn chế thành đất thô rồi, tức là nó sẽ từ 2 đất thường, 2 sỏi thành 4 đất thô. Đấy, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đặt ra.
Đấy, mình sẽ đặt cái này ra. Sau đó là chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Đó chính là mình sẽ sử dụng cây cuốc. Đó, mình cuốc nó. Thì khi mà mình cuốc nó các bạn thì nó sẽ trở thành đất. Đấy, như vậy là chúng ta có thể đúp đất được. Chúng ta sẽ cần phải giữ lại ít nhất là 2 stack đất để làm gì? Để mình có thể dùng cái stack đất đó để chúng ta tiếp tục nhân đất lên. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nâng cấp cái hệ thống máy farm đá của mình. Như vậy là mình đã ốp được khoảng tầm 2 stack hơn các bạn. Cỏ mình đem lên đây rồi, lượm lại nè. Đó, như vậy thì chúng ta đem cái block đất cỏ này, chúng ta sẽ để vào đây là auto chỗ này nó sẽ chuyển thành đất cỏ thôi. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái chỗ farm đá của mình lên nha các bạn. Mình sẽ làm thành cái chỗ farm đá nung luôn nha. Chúng ta sẽ cần phải có khoảng tầm 4 cái hopper. 1 2 3 4 5. Ok, sau đó là mình sẽ để vô vị trí này. 1 2 3 4 5. Rồi, cầu thang đá mình sẽ ốp như thế này nha các bạn, trên cái hopper. Đấy, thì khi mà mình để lava bên trên đó thì nó sẽ tạo cho chúng ta là đá luôn, không cần phải tạo đá cuội nữa nha. Tấm bảng chi cho nó mệt. Đấy, chặn block ở đây và chặn block ở đây luôn, chặn ở đây luôn. Và trên này thì chúng ta đổ một cái xô lava. Thì các bạn thấy không? Thì ở vị trí này á nó sẽ ra cho chúng ta là đá nung luôn, các bạn thấy chưa? Và chỗ vị trí này thì bây giờ để mình chặn lại một cái thì chúng ta có thể chặn một cái slab ở bên trên là ok. Và mình có thể AFK ở đây và mình farm thật là nhiều đá nung luôn và nó sẽ vào những cái rương bên dưới cho mình. Cái này là mình chưa có cái beacon đó nha, chưa có hiệu ứng đào nhanh đó nha. Có hiệu ứng đào nhanh là đều nhanh nữa. Bây giờ mình sẽ AFK đây đào khoảng tầm 2 ngày nha. Nãy giờ mình AFK cũng tương đối lâu á, cũng 20 phút các bạn, thì được khoảng tầm 30 mấy stack các bạn. Ui, mấy dân làng hoạt động tích cực quá chữ các bạn. Nhưng mà hiện tại là vẫn chưa thấy đẻ nha. Một ngọc lục bảo, lấy một mềm mại à, ngon. Đó, và ở đây thì mình vẫn đang tiếp tục ốp kính nha. Kính khá là mắc. Đấy, mình phải tìm cách giảm giá được con dân làng cơ. Để giảm giá cho tụi dân làng mình sẽ cần phải có thuốc. Thứ nhất là thuốc suy yếu. Thuốc suy yếu thì nó dễ rồi. Thứ hai là chúng ta sẽ cần phải làm những quả táo vàng. Nếu như không có nhiều táo, chúng ta có thể trao đổi được. Nhưng vàng là cái thứ thiết yếu và mình sẽ cần rất là nhiều và hiện tại là mình chưa có các bạn ơi. Wow, mình kiếm được một cánh cổng địa ngục nữa các bạn. Ngon, cứ kiếm được một cánh cổng là chúng ta lại có thêm một block. Ngon thế đấy chứ. Ôi trời ơi, hai block luôn. A few moments later. Wow! Mình tìm thấy một tòa thành địa ngục mà vàng nó vãi cả nồi luôn các bạn ơi. Ôi dồi ôi, như này thì cần gì phải đi đào nữa. Như này là đủ về mình gọi là gọi là gì ta? Gọi là mình hồi sinh được biết bao nhiêu con dân làng luôn ấy. Wow! Chỗ này này. Trời ơi, nó phải thế chứ. Như vậy là mình kiếm được 12 block vàng các bạn. 12 mà nhân cho 9 là khoảng tầm 100. Và hiện tại trong rương này của mình hình như là có 4 stack. Như vậy là chúng ta đủ làm ra được 32 quả táo vàng các bạn. Như vậy là đủ rồi. Bây giờ mình nghĩ là mình quay trở về là ok đó các bạn. Đây là tổng số lượng vàng mà mình đi đào bới nữa các bạn. Là được khoảng 6 stack cơ. Mình có một quả này. Thì cái này các bạn có thể trồng cây gỗ sồi để các bạn kiếm táo nha. Hoặc là các bạn có thể trao đổi. Nhưng mà mình nghĩ là trồng cây gỗ sồi đi. Hoặc là các bạn trao đổi với con dân làng nông dân thì nó cũng sẽ cho các bạn táo đó. Nhưng mà trồng cũng được mà trao đổi cũng được, không có vấn đề gì đâu. Bây giờ mình sẽ làm một cái đường ray nha. Sau đó thì buổi tối mình sẽ bắt một con zombie. Chỗ này mình sẽ nối ràng xíu để chúng ta làm gì. Để mình kiếm coi thử tí nữa coi thử có được con zombie nào không nha các bạn. Đấy, nối một cái đường nhỏ nhỏ ra thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ trao đổi một cái thẻ đặt tên nha các bạn. Tí nữa mình sẽ cần phải đặt tên cho con zombie chứ không mà nó sẽ bị biến mất đấy. Ok, 9395. Ok, thiếu chữ K rồi. Đây rồi, nãy giờ mình mới thấy được con zombie xuất hiện các bạn. Đặt tên cho mày nè. Ôi. Ok. Bây giờ mà đẩy nó vô thì nó cũng sẽ bị cháy đấy. Cho nên mình sẽ tạm thời làm cái chỗ cho nó núp ở đây cái đã. Và để mà mình có thể kéo được cái con zombie này vào ấy thì chúng ta sẽ cần phải
làm ở đây một cái bàn chế tạo và mình sẽ chế tạo. Ok, không đủ à, không đủ que để làm cần câu các bạn ơi. Đấy, ok, từ từ kéo nó vô đường ray các bạn ơi. Đúng rồi. Đây, đó, rồi, bây giờ 4 con, 1, 2, 3, 4. Wow, như vậy là xong rồi bạn. Mình đang chặt gỗ thì nó báo lên cái thành tựu là bác sĩ thay ma. Có nghĩa là có con dân làng nó đã gọi là biến thành người lại rồi đó. Đây rồi, các bạn coi nè, một sắc đổi một ngọc lục bảo, ngoan chưa? Đấy, 4 con là đổi được 48 ngọc lục bảo. Thì 2 ngày, cứ 1 ngày là mình sẽ đổi được 96 ngọc lục bảo một lần. Ôi dồi ôi, chết rồi các bạn ơi. 1, 2, mình bị thiếu một quả táo các bạn ơi. Ở đây mình chỉ còn có một quả táo. Ôi đây rồi, quả táo hút. Đây rồi, ném vô vị trí này và cho hai con này ăn. Vậy là chúng ta đã có được khoảng tầm 8 con dân làng trao đổi sắc lấy ngọc lục bảo, mà chỉ cần có một sắc là chúng ta được đổi được một ngọc lục bảo các bạn. Như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta trong cái thời gian sắp tới các bạn. Trong tập trước á thì mình cũng đã gọi là có được một cái khu vực farm dân làng đúng không? Nhưng có một cái vấn đề ở đây á các bạn, là cái giường của chúng ta nó khoảng cách nó không đủ 2 block. À, đó là lý do tại sao mà con dân làng nó bị tức giận đó các bạn. Tức là nó không đủ 2 block để cái con tí hon nó lên, cho nên bắt buộc á là mình phải hạ xuống. Đó, ở đây nè, đây là tính từ cái giường lên là 1, 2 nè, 2 block nha. Cái mặc dù cái giường nó nằm ở block dưới nhưng các bạn vẫn phải cho 2 block ở bên trên này thì con dân làng nó mới đẻ. Và sau khi mình hạ nó xuống như thế này á thì con dân làng nó đã đẻ luôn các bạn. Đó, và mình cũng để di dời thêm 2 con vào nữa, là chúng ta đây tổng cộng có 8 con. Rồi thì ngày hôm nay á mình sẽ di dời cái khu vực farm miếu của mình qua một cái chỗ khác để mình chừa ra cái chỗ trống ở trên này để chúng ta xây dựng trang trí nha. Thì bây giờ mình sẽ đào chỗ này ra tí để chúng ta làm cái chỗ đường đi nha. Thì cái này á nó cũng tương tự thôi các bạn ơi. Dù á là mình nói là làm một cái khu vực mới thì nhưng mà nó cũng giống như cái chỗ bên tụi dân làng của mình ấy. Đi ra 15 ô thì để mình coi thử coi. Từ từ tạm thời mình ra 15 ô cái đã. Kéo ra 15 ô để mình xây dựng trước. Đây sẽ là cái viền nha các bạn, còn ở giữa này mới là cái cầu nè. Bắt đầu từ vị trí này thì mình vô. Đấy. Ở đây vô. Ok chưa? Đấy, các bạn thấy ok không? Ngoài ra thì chỗ cái khu vực mà chỗ này mình vẫn đang tiếp tục nha các bạn. Lý do tại sao chúng ta dừng cái dự án là tại vì chúng ta đang thiếu khá là nhiều ngọc lục bảo để trao đổi kính các bạn à. Mình đã xong cái khu vực để chúng ta có thể trồng trọt các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cần phải có rất là nhiều đất các bạn à. Khi mình ốp xong các bạn, bây giờ muốn mà nó mọc cỏ ra thì cái này mình bắt buộc là phải cuốc cái đã nha các bạn. Đấy, bây giờ phải cuốc cho nó thành đất thường, sau đó thì mình sẽ phải để một cục đất cỏ vào. Thời gian chờ đợi ở bên này nó xanh lên á thì mình cũng đã dọn dẹp cái khu vực farm mía các bạn. Tí nữa mình sẽ dời qua đây ha. Mình đã chuyển qua 4 con nè các bạn và nó có trao đổi một ngọc lục bảo lấy bánh mì nè. Đó. Ôi trời ơi, bây giờ thay hồ ăn bánh mì. Tí nữa chắc là mình cũng sẽ phải giảm giá tụi nó các bạn. Mà chắc á là chúng ta tạm thời là chưa cần tự động đâu, mình sẽ làm tay trước. Thì ở đây mình sẽ làm cái ruộng cà rốt khoai tây với lại làm mía nha các bạn. Như vậy là mình hoàn thành xong khu vực trồng trọt đó các bạn. Nhìn cũng khá chất lượng đi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ thay đổi lại khu vực đào bới cho mình một xíu nha, để khỏi mất công mình phải lượm đồ. Tại vì bây giờ đào nó sẽ ra rất là nhiều block khác nhau, nên mình quyết định là mình sẽ làm ở bên dưới khu vực, ở góc dưới này nè, dưới cái khu vực trồng cây nha các bạn. Thì bây giờ để mà làm được thì chúng ta sẽ cần phải đào ra.
mình sẽ làm đường lên bằng đường nước nha các bạn. Thì ở đây sẽ có một bên lên và một bên xuống nha. Thì ở đây sẽ có đường kính. Đó, nhìn cho nó đẹp nha. Bên này sẽ là bên xuống đi. Bên kia sẽ là bên lên nha. Và ở dưới thì mình sẽ có khá là nhiều chỗ để chứa đồ đấy. Thì ở đây là chúng ta đường lên đường xuống đúng không? Thì đập chỗ này ra cái đã. Đập chỗ này ra để đi lên đi xuống nè. Và thay hai cái block bên dưới, một cái là cục show sen, một cái là cục magma block là xong nha các bạn. Ở đây mình sẽ làm khoảng tầm 5 hàng rương và chúng ta sẽ có là mỗi hàng là 25 thì chúng ta có 6 hàng. Rồi bây giờ thì ở vị trí này á, mình sẽ cho một dàn hopper chạy qua nha các bạn. Không cần lọc gì hết, đồ nào cũng được. Sẽ có đường nước từ cái khu vực đào á, nó chuyển xuống dưới cái hopper rồi nó chạy thôi. Thì chắc chắn là nó sẽ ưu tiên vào trước những cái hàng rương này. Tại vì á, mình không có chạy kiểu như là đi theo hopper. Đấy, thì cứ vào được hopper nào full rồi nó sẽ đi tiếp vào những cái hopper còn lại nha các bạn. Sẽ chạy một vòng qua bên cái khu vực này, nhưng mà chắc là phải chạy ra vòng ra sâu ấy. Tại vì chỗ này mình sẽ để làm cái gì đó trang trí chẳng hạn. Ở vị trí này thì chúng ta sẽ có một cái đường nước nha các bạn. Đây, đấy, bắt đầu từ đây là chúng ta sẽ có một cái đường nước chạy nè. Đấy, chạy thẳng qua vị trí này và xuống đây luôn. Đó, chỗ này chắc là mình sẽ ốp luôn hopper. Đó, như thế này đi. Đây, mình sẽ để từ một dàn hopper rồi mình đổ nước nhá. Để nó có thể hợp lý hơn đấy. Đấy, hợp lý không? Các bạn thấy hợp lý không? Ôi, có con cù. Ôi trời ơi, đấy không? Mình chuẩn bị sẵn những cái sợi dây này á để làm gì? Để mình dẫn mấy con thú đi. Chắc chắn là nó sẽ ra thêm cả con bò, con đồ nữa các bạn. Cho nên mình chuẩn bị sẵn sợi dây là để dẫn đi đó các bạn ơi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đứng đây AFK cho nó gọi là đào bới xíu nha các bạn. Ok, sao chỗ này nó không chạy gì khó chịu vậy ta? Rồi, hợp lý nè các bạn. Đó, đào cái này là nó sẽ chạy thôi. Ôi trời ơi, mình nghĩ là ổn đấy. Vãi nồi các bạn ơi. Nó xuất hiện thiệt chứ, nó xuất hiện mấy con quái. Và mỗi lần xuất hiện mấy con quái là bị mất luôn cái đường nước các bạn ơi. Nó xuất hiện mấy con quái thì nó sẽ chắn luôn cái đường nước các bạn. Đây nè, đó mất luôn rồi. Cây nhờ, mình sẽ nâng lên một ô nữa thì sao. Đây, hợp lý không? Đó, cứ mình đào cái nó chạy lên thì cái này mình thấy có vẻ nó hợp lý hơn này. Đấy, ôi trời ơi, và cũng có được thêm 2-3 hàng hopper nữa thì hút, mình nghĩ hút chắc nó cũng lẹ hơn. Mày, ôi, con chết. No, anh ơi, nó, ôi trời ơi, cái nhờ. Bây giờ thì mình sẽ làm cái khu vực để chúng ta đi xuống cái cổng DN bên dưới nha các bạn. Rồi, mình vừa mới thay đổi lại cái cầu thang với lại cả đường đi luôn các bạn. Bây giờ là chúng ta phải đi kiểu thang nước các bạn ơi. Và ở sau này thì mình sẽ đổ nước ở phía sau này một block là được, là nó sẽ không bị mất nước nha. Thì đằng nào kiểu gì nó cũng sẽ đi vào được ở bên trong. Đấy, mình đứng đây mình đào là hợp lý luôn. Không biết là tí nữa nó ra quái thì sẽ như thế nào. Đây rồi, quái xuất hiện. Ôi, mất tè le luôn các bạn ơi. Rồi ơi, thì nói chung là chúng ta có một cái kho chứa nhưng mà nó cũng không ngon lắm, là tại vì á nó sẽ có mấy cái đồ lặt vặt, thì mình nếu muốn thì mình phải đập hết mấy cái rương này ra rồi chúng ta lại ốp vô lại. Hiện tại là cái ruộng của chúng ta nó đã chín hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ thu hoạch bớt một ít đi nha. Bí ngô.
Đây, mình sẽ thu hoạch hết cái đống này. Nhưng mà mình thấy là kiểu thu hoạch tay kiểu này kiểu nó vẫn nhiều hơn là tự động hay sao chứ. Nhưng mà tự động thì nó khỏe hơn ha. Mình sẽ kiếm một cái chỗ làm tự động các bạn. Ở dưới này chẳng hạn, ở dưới, ở trong ấy, ở trong cái đảo này chúng ta sẽ làm những cái máy tự động sau. Mình sẽ làm một cái cầu. Tại vì ở trên này nè, mình muốn đi vào chỗ kia thì mình phải nhảy các bạn à. Cho nên nó hơi vất vả một tí. Đấy, chúng ta có đường lên đi xuống mà. Thì ở đây mình sẽ làm một cái đường nối vô đó, nối hết bốn hướng vô là nó hợp lý luôn ấy. Mình cũng sẽ trao đổi thêm kính nữa để chúng ta làm cái khu vực nuôi cá. Nhưng mà nuôi cá thì phải thiếu cát các bạn à. Thiếu cát trang trí đồ mới đẹp. Cho nên chắc là mình sẽ làm bên khu địa ngục trước. Như vậy là chúng ta làm xong cái chỗ này nè, nhìn cũng khá là ok đúng không bạn. Hiện tại là mình đang có hai cái đầu xương đen nè các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ chế tạo thêm những cái bình thuốc kháng lửa nha. Mình sẽ đi xuống dưới, mình kiếm cho thêm được bốn cái đầu nữa. Tại là mình có khoảng tầm 12 cái bình thuốc. Ừ, 12 bình kháng lửa. Thì 12 bình kháng lửa lấy 8 x 12 là nhiêu? 8 x 12 là 96 anh em. 96 là khoảng tầm có được 10 ngày là... Ở đâu? 5 ngày. Chúng ta sẽ có 5 ngày thì mình sẽ sử dụng 5 ngày này để chúng ta đi săn mấy cái đầu xương đen nha. Quên cái có luôn nè các bạn. Ôi trời ơi, như vậy là mình đủ để mà đánh một con rồi nha, nhưng mà mình kiếm thêm 3 cái nữa để mình làm 2 cái beacon nha các bạn. Ôi trời ơi, thêm đầu nữa nè các bạn. Ngon. Ôi trời. Ôi đã tê nhờ. Uầy, kiếm đầu có vẻ dễ dàng nhờ. Wow, mình đang bay vòng vòng kiếm lại tòa thành khác các bạn ơi. Tại vì cái tòa thành này á, nó bị kiểu ít quá, nó có mấy cái ít chỗ quá cho nên mình thấy ít mấy con xương đen quá. Nhưng mà lúc nãy may mắn là đánh 4 con rớt 2 đầu là cũng khá là ok đó. Thì bây giờ mình đang đi kiếm một cái tòa thành khác cho nó xịn hơn. Đây, và bay ngang qua chỗ này thì kiếm được một cái cổng và có được 4 block vàng. Mình đã tìm thấy một cái tòa thành mới các bạn, không biết là có ok không đây. Tại vì nằm ở mấy cái biome này thì nó cũng hơi ít đấy. Ôi trời ơi, kiếm được thêm viên kim cương nữa các bạn. Chỗ này nó cũng bị hơi khó các bạn. Kiếm xương đen chỗ này nó cứ bị thục thục vô trong ấy, khó kiếm vải trưởng à. Ui, hai viên nữa các bạn ơi. Ui, vàng này, vàng là cần nha các bạn. Mình sẽ cần có vàng để làm táo vàng. Mình lại phải đi tìm một cái tòa thành khác các bạn. Tòa thành đó nó không ổn tí nào luôn ấy, kiểu nó bị che quá nhiều ấy. Nói chung là cái world này khó chịu thật sự luôn ấy. Tìm được trái táo vàng này. Ngon. Wow, lại có thêm táo vàng nữa các bạn. Ngon. Mà cái chỗ này thì không có block vàng. Bây giờ mình còn thiếu hai đầu nữa nha các bạn, là chúng ta đánh được hai con Wither Boss. Ôi trời ơi, lại có kim cương với vàng các bạn. Có gì hết. Bùm. Ui, hai viên, 7 viên rồi này. Bùm. Hoài đường đóng vàng nữa các bạn. Wow. Mình tìm thấy một cái tòa thành ở khu. Wow, tìm thấy tòa thành ở khu này thì ngon các bạn ơi. Uầy, wow, tòa thành này nó xuất hiện nhiều vãi chưởng các bạn. Kìa, sao mình kiếm được ở đâu một cái đầu vậy? Ở đây trong đây, mình lụm hồi nào mình cũng không để ý luôn các bạn. Mình vừa mới phát hiện ra là mình đào được 7777 block rồi các bạn ơi. Và ngoài ra thì mình cũng quay trở về luôn rồi. Và mình phát hiện ra thêm một cái điều nữa là cây kiếm của mình nó không có dòng nhặt các bạn. Hiện tại là mình có 3 cái đầu này là được nhờ là may mắn thôi các bạn à. Hèn gì mình đánh hoài, quánh quá trời luôn mà nó không có rớt ra được cái đầu. Cho nên bây giờ chắc là mình sẽ phải farm một tí kinh nghiệm, cần phải kiếm một cây kiếm có dòng nhặt nha. Ngoài ra thì mình cũng sẽ làm một cái đường để chúng ta có thể di chuyển bay qua cũng được, hoặc là đi bộ qua cũng được cho nó nhanh. Nó ở tọa độ là -2000 và -1000. Còn cái chỗ của mình á là tọa độ là 00 các bạn. Phải chưởng không? 00 dưới địa ngục ấy. Là chúng ta sẽ cách chỗ kia là khoảng tầm 2000 block. Thì chắc là mình sẽ đi tới đi xéo đi. Mình nghĩ là mình đi đường xéo thì nó sẽ lợi hơn so với việc mà chúng ta đi đường thẳng. Kiếm của mình đánh bật lùi 4. Sắc bén 4 đánh bật lùi 2 các bạn. Bây giờ mình thử ghép hai cây này lại với nhau coi. 16 là chúng ta sẽ có sắc bén 5. Ừ, cũng được. Ngoài ra thì ở bên này á, mình cũng đang tiếp tục trao đổi với tụi dân làng để làm gì, để cho nó nâng cấp lên, để mình có thể trao đổi lấy được cái cà rốt vàng nè các bạn. Ở đây thì mình sẽ có mấy con này nè. Đó, chúng ta có thể trao đổi cái này để nó xuống một cấp nữa là chúng ta có thể trao đổi được cà rốt vàng đấy. Thì mình lấy cà rốt vàng để chúng ta ăn cho nó được nhiều thịt các bạn à. Cái cấp này là có cà rốt vàng rồi phải. Ủa, chưa có luôn à. Ôi ôi, chưa có luôn. Chưa có thì phải có. Ôi giời, đó. Ui, mắc thế nhờ. Ba ngọc lục bảo. À, như vậy là mình phải giảm giá các bạn à. Ơ kìa, ở trong này mình có hai cái nhặt hai nè anh em. Ôi giời ôi, hai cái nhặt hai thì mình ghép lại nó thành nhặt
nhặt ba chứ mất mới gì. Để mình ghép hai cái này lại đi chứ mất mới gì phải đi kiếm. Phải trưởng à, nãy giờ đi tìm hoài không ra các bạn. Ôi dồi ôi. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ làm một cái đường để đi qua bên được bên cái khu vực cái tòa thành đó. Như vậy là mình đã tới rồi nè các bạn. Nhưng mà hơi cao tại vì mình đang ở tầng trăm mấy cơ. Mà cái thành thì nó ở bên dưới các bạn thấy không? Điện ở này, ok chưa? Hợp lý chưa? Đấy, điện ở này đi thẳng xuống dưới luôn. Rồi mình sẽ đào hết này ra, đó, đi lên đi xuống cho nó dễ. Rồi được thì mình sẽ ốp thêm cái phần cầu thang vô nữa là ta đi lên đi xuống nó dễ rồi. Và đi thẳng xuống dưới cái tòa thành bên dưới luôn nè các bạn. Mình tại vì mình lấy cái tọa độ từ tòa thành mình đi lên mà. Mình sẽ cần phải kiếm thêm hai cái đầu, ế, 4 cái đầu nữa. Ôi giời ơi, có luôn này. Ôi trời ơi, lại thêm một đầu các bạn, nhưng mà hơi ít nha. Nói chung là cũng khó khăn lắm. Đấy, được thêm một đầu nữa rồi. Lại thêm một đầu nữa bạn, như vậy là một đầu nữa là mình đủ KPI ngày hôm nay rồi đó. Ui, có dòng nhạc nó có khác nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã đủ rồi các bạn ơi. Ui, có nhặt nó có khác nha. Quýnh một xíu là rớt liền các bạn. Như vậy là đủ rồi, thôi mình nghĩ là mình nên quay trở về là hợp lý rồi các bạn ơi. Rồi, như vậy là xong. Chuẩn bị đi tiêu diệt ba con Weed Boss nào. Bây giờ chúng ta sẽ thử solo với một con Weed Boss trước nha các bạn. Còn lại thì mình sẽ đánh bằng cách là mình nhét nó xuống dưới cái cổng DN nha. Rồi, giật. Đây, thử nha. Rồi, 1, 2, 3. Ôi giời ơi, đồi Wither. Vãi cả đồi à, đợi nổ cái anh em. Nổ cái mình bắn nửa cây máu, sau đó bắt đầu mình chém nha. Mày, ok. Nửa, sao nó vô lý này chứ. Tự mình làm khóa mình luôn chứ. Đâu rồi, ok. Con Enderman này có quýnh mình nhờ. Khó chịu, thật sự. Rồi luôn. Nguy đồ boss nó đi xuống dưới luôn rồi. Giờ làm sao dụ nó lên trên? Tè mất luôn được ba cái đầu à. Tôi mệt thật sự đấy. Tôi mình chui xuống đây mình đánh cho nó lẹ. Ôi giời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị tiêu diệt một cách nhanh gọn. Làm như thế này cho lẹ các bạn. Đánh ôi ơi, đánh cái gì quá trời đánh xong rồi cái rớt xuống đồ voi luôn. Cày tê dè. Đây, đợi nó nổ cái rồi mình đánh thôi. Đấy, rồi dứt. Đây, là chúng ta sẽ làm lại được hai cái beacon nha. Rồi bây giờ thì để mà nó hoạt động được thì phải cần có sắt. Nhưng mà sắt như này thì hình như là không đủ để kích hoạt cấp cuối rồi. Để tạm khu vực bên này đi. Như vậy thì thêm cái nữa là chúng ta thêm ô nữa thôi là được. Đó,
hai cái, ok chưa? Mang một đèn hiệu về nhà, cái là mình sẽ lấy hiệu ứng hồi máu nè, với lại hiệu ứng chạy, một cái là mình sẽ lấy cái đào nhanh. Hiện tại là chúng ta đang sửa đồ các bạn ơi, sau một cái chuỗi ngày đào bới khoảng tầm mấy ngàn ta, khoảng tầm 3-4 ngàn block gì đó thì hai cái cúp của mình đã hư rồi. Thì mình hiện tại đang sửa đồ các bạn, nhưng mà sửa đồ bằng cái mớp farm kinh nghiệm này nó cũng hơi ít đấy, đúng không? Nó hơi chậm các bạn, nãy giờ mình đứng cũng khá là lâu rồi mà vẫn sửa mới được có một món à, vẫn còn phải thiếu thêm một món nữa các bạn. Thì mình đang có dự định là chúng ta sẽ đi xuống dưới DN để chúng ta mượn cái khu vực DN để làm một cái farm Enderman. Ừ, để sửa đồ thì mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều đấy. Ngoài ra thì chắc là cũng phải là giảm giá tụi dân làng bên kia để có gì mình còn đổi cà rốt vàng các bạn ạ. 3 emerald 3 cà rốt vàng thì rất là mắc các bạn. Đó, cứ 1 emerald 3 cà rốt vàng nó sẽ hợp lý hơn. Mình đã cho con zombie cắn rồi các bạn. Bây giờ là giảm giá nha, ném vô giữa nè. Còn 1 2 3 4. Đây rồi. 1 ngọc lục bảo, 3 cái cà ơ quên đúng rồi, 1 ngọc bảo 3 cà rốt vàng đúng rồi. Bây giờ mình sẽ cần lá cây các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thử coi thử coi nó có ra cái dòng hiệu suất 4 nha. Bam. Ôi dồi ôi, đây ơi. Với lại sẵn tiện ở đây thì mình có độ mềm mại thì mình ghép được, lộn đây ơi. Đấy. Ôi dồi ôi, bay cái đe luôn rồi. Đó, bây giờ mình sẽ lấy một ít lá cây sồi nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi xuống dưới khu vực DN để bắt đầu làm một cái khu vực farm Enderman nha. Nãy giờ mình AFK ở đây đào cũng tương đối đá nè các bạn. Đấy, chủ yếu là đá là để mình làm gì? Để mình qua mình xây dựng ở bên cái mob farm Enderman nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mang khoảng tầm 2 cái super box theo là hợp lý, là khoảng tầm 1 rương đôi đá là cũng nhiều lắm rồi các bạn. Rồi bây giờ thì ở vị trí này chúng ta sẽ đi ra. Đấy, mình sẽ đi ra khoảng tầm 200 ô các bạn. Thì đây là ô bao nhiêu ta? 100 đúng không? Bây giờ mình sẽ đi khoảng tầm ra 300 là hợp lý nha các bạn. Hiện tại là mình đã làm xong một cái khu vực để chúng ta có thể làm farm tụi Enderman nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cần phải làm gì, đó chính là chúng ta sẽ cần phải quay về trao đổi một cái thẻ đổi tên để mình có thể đặt tên cho cái con mọt nha. Quăng cho thử nhân phẩm nha các bạn. Mình cũng đã có thẻ đặt tên nè, MK đẹp ra ngay nè. 1 nè. Mười một. Ủa đây. Ê, đặt tên rồi. Ôi rồi ôi, đẳng cấp luôn. Ok, ổn áp rồi nè. Đấy. Uầy, mình chưa kịp mà mang cái tấm thảm vô bạn. Đấy. Ôi rồi ôi, ngon chưa? We'll be right back.
hôm nay chúng ta sẽ up số lượng kính, cũng như là mình sẽ cần phải làm một cái chỗ trang trí như cái đợt trước mình đã nói ấy, thì chúng ta sẽ làm một cái khu vực ta gọi là địa ngục xung quanh. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải ốp đá trước, sau đó là bên dưới đó thì mình sẽ ốp cái phần block địa ngục lên. Cái vòng tròn này á thì chúng ta sẽ phải đếm, sau đó là mình sẽ phải trừ ra khoảng tầm 5 ô. Đang dự định là có thể là làm cái vòng tròn ở giữa này, sau đó thì chúng ta sẽ ốp một cái vòng đá lại, và mình sẽ cần phải đổ lava các kiểu để trang trí một nửa lava trước nha. Còn cái phần nước thì từ từ, tại vì mình đang chờ những cái block cát nha các bạn. Mình sẽ ốp trước một lớp đá bên dưới các bạn, rồi ở bên trên này thì chúng ta sẽ ốp mấy cái block địa ngục ha. Còn cái phần viền này thì mình sẽ thay thành cái gạch đá sau nha. Mình sẽ thay đổi lại cái viền thành cái gạch đá luôn các bạn. Mình nghĩ là ở những vị trí này chắc phải nối vô quá các bạn ơi. Tại vì mình thấy không nối nhìn nó có vẻ không đẹp lắm. Bên kia nối thì nhìn cái đường kính nó có vẻ đẹp hơn. Bây giờ thì ở đây chúng ta sẽ up full netherrack nha các bạn. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ trang trí thêm vài chỗ nữa là có biome gọi là sâu sen đồ các kiểu các bạn. Với lại mình cũng sẽ cần phải có thêm mấy cái cây nấm á. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới địa ngục lấy ít lava. Với lại chúng ta cũng sẽ lấy một vài cái hạt giống về. Đó, nấm nũng các thứ rồi mấy cái cây đồ các kiểu đem về nha các bạn. À, sẵn tiện chắc mình lấy vài cái cục magma block về luôn là nó hợp lý các bạn à. Đây, còn chỗ này thì lụm hết thôi. Ở bên này á, mình sẽ làm là khu vực rừng đỏ nha các bạn. Còn bên kia thì là rừng xanh. Rừng đỏ với lại cái nhà của tụi Bitlin, tức là lâu đài của tụi Bitlin á, bên kia sẽ là rừng xanh với lại lâu đài của tụi Bitman, hợp lý chưa? Rồi bên dưới này thì chúng ta sẽ có thêm mấy cái nấm nhiễm khuẩn nữa. Đây. Đấy. Ôi giời ơi, nó phải thế chứ. Với lại có một vài cái nấm nữa trong dưới, rồi vài cái tu tủa này là cái gì mình cũng chẳng biết luôn. Đấy, thì các bạn có thể trồng cái nấm vô, sau đó thì các bạn dùng bột xương bạn bón cũng được thì nó sẽ lớn hơn. Đấy, ôi giời ơi, cây to thế nhờ. Rồi bây giờ mình làm vài cái hồ lava các bạn. Đây, đấy, cho nó chảy từ chỗ này ra. Đó, chạy xuống dưới cái lỗ này là hợp lý rồi các bạn. Ui giời, chảy thế. Rồi, như vậy là mình nghĩ là hoàn thiện được một bên rồi đó. Bây giờ mình sẽ làm bên tiếp theo nha, bên này. Bây giờ mình sẽ đi xuống đây lấy một ít block thạch anh các bạn. Hay trang trí nhìn cho nó đẹp, cho nó giống địa ngục chưa. Ôi giời ơi, giống chưa, ổn áp chưa, lại bảo là không ổn áp đi. Rồi, ôi giời ơi, đẹp luôn chứ. Xong thôi, đấy là hợp lý rồi.
ngày hôm nay mình sẽ mở rộng khu vực bên này luôn. Thì á, khu vực bên này chúng ta cũng sẽ làm một cái chỗ để mình để sẵn các bạn. Tức là sao? Mình sẽ để sẵn trước những cái vòng tròn trước, rồi sau này mình có bỏ mấy cái con ở trong thủy cung đồ vào á, thì mình sẽ bỏ sau nha các bạn. Tại vì bây giờ chúng ta sẽ cần phải mở rộng về hướng bên này. Hướng này thì mình sẽ có một cái khu vực căn cứ chính các bạn à. Đấy, bây giờ thì để mình làm một cái vòng tròn cái đã nha. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái khu vực ở bên này. Chúng ta sẽ làm một cái vòng tròn tương tự như bên kia là vòng tròn 41 nha các bạn. Thì đây là điểm giữa nè. Đó, 41 thì bắt đầu vẫn là ở đây thôi. Mình cũng làm cái cầu rồi, và bên này thì cũng làm xong rồi nè. Đấy, thì chỗ này thì vài bữa nữa gắn cái cục gạch đá vào nữa là ok thôi, cái viền vào ok và đổ nước vào nữa là xong. Các bạn có thể xem được ở từ trên xuống rồi. Nhìn khá chất lượng chứ đùa đâu. Xung quanh thì vài bữa nữa, từ từ sẽ tiếp tục mở rộng các bạn, mở rộng từ trong ra ngoài mà, đúng không? Như vậy là mình đã vừa mới ốp đất xung quanh hết cái vòng tròn của mình. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải có ít gỗ và mình. Để nó bên này á, mình sẽ làm một cái lâu đài mini các bạn, kiểu như để trang trí thôi. Thì để mà xây dựng được cái lâu đài này thì chúng ta cũng cần số lượng block cũng tương đối lớn các bạn. Đá đấy, đá với lại gỗ, thì gỗ hiện tại là mình cũng có được khoảng tầm gần chục stack. Thì mình cũng sẽ kiếm thêm. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ phải AFK thêm để kiếm thêm số lượng đá các bạn ơi. Thì mình nghĩ là mình sẽ AFK khoảng tầm nửa tiếng đi, để chúng ta kiếm thêm số lượng đá và chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng cái lâu đài nha. Yeah, như vậy là mình đã làm xong được khoảng 70% các bạn. Các bạn nhìn thấy ok không? Thì cái này á, mình cũng có tham khảo trên mạng một phần và mình cũng tự làm một phần các bạn. Thì chắc là nó cũng chưa đẹp lắm đâu. Nhưng mà mình với mình thì như này là cũng khá là ok rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ còn chăm chút thêm một xíu nữa. Và chắc á, là mình sẽ di dời cái máy farm đá mình sang bên này luôn. Nói chung là nhìn cũng được chứ đúng không? Không tới nỗi nào xấu đúng không các bạn? Ôi giời ơi, để cái máy farm đá trong này thì thôi. Rồi, bây giờ mình làm cái cổng ở đây đi các bạn. Đấy. Ok chưa? Ở đây. Ok. Một. Đấy. Đấy. Ok chưa? Ôi giời ơi. Đẹp luôn. Đấy. Ok. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ di dời cái phần máy đào đá qua đây.
ok chưa? Đấy, cứ thế mà AFK thôi các bạn, là mình đã quá rồi đó. Một cái chỗ AFK đầy đủ. Đấy, và đây, sau đó thì mình bật công tắc lên nhá, là nó sẽ chuyển đồ lên nhá. Đấy, nó sẽ chuyển lên và mình chỉ việc lấy ở đây thôi nè. Rồi, bây giờ mình trang trí một vài cái block lá xung quanh nữa là ok các bạn ơi. Đấy, đây, trời ơi, hai màu, ba màu luôn chứ, nó phải thế chứ. Đấy, và tương tự như nữa thì ở bên này mình cũng sẽ trang trí luôn. Đấy, ôi giời ơi, ngon luôn. Ôi giời ơi, ngon luôn đi chứ. Ở sau này thì chắc khỏi làm đi. Ở bên này thì mình trang trí một số ít nữa là xong xuôi rồi. Với lại mình cũng trang trí thêm cái phần viền nè các bạn. Phần viền của cái chân nữa là ok. Đây, chúng ta sẽ trang trí nè. Nãy giờ mình cũng đi sửa đồ đó các bạn. Đó, trang trí xíu ở đây. Đấy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ di dời cái mob farm này ra bên phía bên này. Để làm gì? Mình sẽ chuyển nó thành một cái mob farm tự động các bạn. Thì mình sẽ AFK và số lượng quái nó sẽ tự động chết luôn. Còn cái farm sửa đồ các kiểu thì mình sẽ qua DN mình farm mấy con Enderman cho nó nhanh các bạn. Còn ở đây thì chúng ta sẽ di dời ra nha. Đấy, với lại chỗ này cho nó rộng rộng xíu rồi mình sẽ di dời cái farm sắt qua luôn. Tại vì farm sắt hiện tại nó đang bị hơi vướng ngay chỗ đoạn này nè. Mình có thể đưa cái farm sắt ra đây cũng được. Đó, cho nó rộng rãi và nó thoải mái nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để cái công tắc ở vị trí này bật lên. Đấy, rồi, mình sẽ cần 26 cái quên, chỗ này để đã đỏ, mình sẽ cần 26 cái limiter. Đấy, ok. Rồi, rồi, mình sẽ thêm hai đá đỏ vô đây nữa là xong. Rồi bây giờ mình sẽ cần có 10 cái xô nước nữa các bạn để mình bỏ vô những cái dispenser ha. Rồi bây giờ mình sẽ cần là 25 cái lửa chạy linh hồn. Ơ kìa, sao có 21 cái vậy? Đấy, bây giờ mình để vô trước nha, xong rồi mình mới bắt đầu đổ nước các bạn. Chứ nếu không thì á là khi mà mình đổ nước rồi á là sẽ mất công tí nữa quái nó xuất hiện một cái là thôi chứ toàn luôn đấy. Đấy, bỏ ở đây. Rồi, ok các bạn. À bây giờ mình lên trên mình chỉ cần bật công tắc nữa là xong rồi đó. Và mình sẽ cần phải dọn dẹp cái máy farm bên dưới kìa. Đấy, ok. Đây. Ui giời ơi, bật cái nè. Đấy. Rồi. Và ở vị trí trên này thì mình chắc là sẽ up full luôn đi. Wow, các bạn thấy chưa? Xuất hiện ngay. Ôi giời ơi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ phải dọn dẹp bên này. Để làm gì? Dọn dẹp bên này để tập trung bên kia nó xuất hiện nha các bạn. Như vậy là chúng ta đã xong rồi, nhưng mà có một cái điều á là mình sẽ cần phải điều chỉnh các bạn. Điều chỉnh là cái tầng dưới cùng này nè, chúng ta sẽ phải thay bằng cái slab. Tại vì lúc nãy khi mà mình thấy á là cái con phù thủy nó không rớt xuống được các bạn.
Cho nên bây giờ mình sẽ phải tắt đi. Và chúng ta sẽ... Ừ đúng rồi, chúng ta sẽ cần phải thay ở bên dưới này là cái slab nha các bạn. Ui quá, rớt xuống gọi là ly chi luôn, nhiều phái trưởng luôn ấy. Nói chung là nhiều cực kỳ luôn ấy. Trời ơi, có cái... Ôi giời ơi, tha hồ mà lụm, mình lấy làm mấy cái block cái. Ôi giời ơi, đừng hỏi về số lượng luôn. Ôi giời ơi, coi này. Trời ơi, đấy, thì bây giờ mình đã có được dư cả cái số lượng thuốc súng các kiểu rồi. Chúng ta, chúng ta vẫn có thể đi, đúng rồi, tự nhiên sao mình không đi ấy ta. Mình quên mất tại sao mình không đi tìm những cái mảnh vỡ cổ đại nhờ. Ôi giời ơi, mình chưa nâng cấp đồ này luôn nè. Wow, đấy thì mình có thể sử dụng cái thuốc súng này. Nhưng mà làm gì có tiền ti, đâu có ấy đâu, đâu có gọi là cát đâu mà chế tiền ti. Quên mất các bạn. Và ngày hôm nay sẽ là tập kế cuối của ngày 200 các bạn. Thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ di dời cái máy phao sắt kia kìa. Đó, mình sẽ nâng cấp cái máy phao sắt lên là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta cũng sẽ trang trí thêm một xíu. Thì trong thời gian giữa hai tập đó các bạn, thì mình cũng có làm thêm một cái vòng. Đây, mình có làm cái vòng bên ngoài rồi, để thực hiện cho những cái dự án sau này, nếu như các bạn ủng hộ cho cái series Minecraft Sinh Tồn một vlog này nha. Rồi, bây giờ thì để trước khi mà chúng ta tiếp tục á, thì mình sẽ cần phải di dời cái máy kia. Thì cái máy này á, mình sẽ cho nó về giữa chỗ đoạn này nè, thì nhìn nó sẽ gọn gàng hơn. Và chắc là mình sẽ làm cho nó cao lên một xíu các bạn. Cao lên, để cho có gì thì nó sẽ dời về cái phần địa ngục luôn các bạn. Tức là mình sẽ là cái máy để cho nó chuyển cái con golem về địa ngục ấy. Thì mình cần thì mình sẽ đi xuống dưới địa ngục để mình lấy ha. Thì chúng ta sẽ cần phải có obsidian để mình làm cổng địa ngục nha, để tiêu diệt tụi golem ở bên dưới đây nè các bạn. Thì bây giờ sẽ cần phải có lava sau đó đổ nước. Thì thiệt chứ, hơi chuối nhờ. Đúng rồi, mình xuống DN mình đào một mới gì mình phải đi múc lava làm gì ta, ngáo thật sự đấy. Để mình nâng cấp cái này lên hiệu suất 5 cái đã. Rồi bây giờ mình đã chuẩn bị xong được số lượng hắc diện thạch các bạn. Thật sự là không cần nhiều như vậy đâu, nhưng mà mình muốn là cũng như xây cái cổng nó to xíu dưới địa ngục á. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải trao đổi thêm một cái thẻ đặt tên nữa. Thì mình đang chưa biết là có chuyển cái con zombie bên kia qua hay không, tại vì sợ là đi ngang qua nó bị cháy đó bạn. Thì mình đã đánh dấu cái điểm đó rồi, thì bây giờ mình sẽ lên khoảng 9 ô. Đâu chúng ta cần phải có đá cái đã. Đây, đá thì khá nhiều. Lên 9 ô nha. Đây, lên là 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi bắt đầu từ tầng thứ 9 là ô thứ 10 á, là chúng ta sẽ làm một cái chỗ 3x3. Đấy, ở trong này sẽ là 3x3 nha. Đấy, và ở đây thì chúng ta sẽ ốp cái gọi là hắc diện thạch. Thì cái này cũng chắc là bạn quen quá rồi. Cái farm sắt này thì mình làm rất là nhiều rồi, cho nên là cũng không có gì ha. Rồi bây giờ mình sẽ tu nhanh nha. Bây giờ thì mình sẽ cần phải kích hoạt cái cổng này lên để chúng ta đi xuống dưới, chúng ta làm cái cổng bên dưới trước các bạn. Ở đây đủ 3 thằng luôn à. Thì hiện tại là vẫn đang thiếu nha các bạn. Bên này còn 1 nè. Hình như bên này mới có 2 con. Bên này mới có 2 con à. Cho nên mình sẽ phải chuyển ở đây 1 con. Bên này 2 con nữa là mới đủ các bạn. Mình sẽ làm cái khu vực ở bên dưới trước, tại vì bây giờ là trời sáng rồi, cho nên không thể nào làm ở bên trên được. Có một con zombie ở đây thì tí nữa mình giết mấy golem rồi mình sẽ thử dẫn coi thử như thế nào nha. Rồi, thì cái cổng chỗ này các bạn nó bị đụng nè. Có thể là nó sẽ đụng cổng này của mình, nhưng mà không sao. Mình sẽ di dời cái cổng đi. Đúng rồi. Quên mất. Chuyển cái cổng qua bên cái lâu đài là hợp lý đúng không các bạn? Rồi, chỗ này là hợp lý rồi, đào xuống đây.
Dưới này thì chúng ta sẽ cần phải có một khu vực để tiêu diệt tụi nó. Đây mình xuống khoảng tầm 3 ô. Rồi mình cũng sẽ cần có thêm mấy cái hopper các bạn, mấy cái rương nữa là đủ. Như vậy là bên này đủ 3 rồi các bạn. Như vậy là chỗ chỉ còn thiếu đúng cái chỗ này là thiếu 2 con nữa thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở này ra. Rồi mình sẽ làm một cái cầu thang cho mấy con dân làng nó đi lên đi xuống ngay chỗ vị trí này là ok. Như vậy là đủ rồi các bạn ơi. Mình sẽ cần phải chặn lại cái đã rồi cắm đuốc vô nha. Thì ở dưới đây thì chúng ta đập ra và mình sẽ để một cái kìa không có cục không có cục cát linh hồn à. Hiện tại là mình đã xong rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu con zombie thôi. Thì mình thấy là khu vực này á, mình nghĩ là chúng ta sẽ làm một cái cổng địa ngục ở đây là mình thấy hợp lý này. Thì á, mình sẽ làm cái cổng địa ngục ở đây. Thì chúng ta có gì chúng ta sẽ bay qua đây nha. Tại vì cái cổng bên kia á, là nó bị đụng với lại gần với lại cái cổng chỗ farm sắt rồi. Cho nên mình sẽ thay đổi lại một xíu. Đấy, chỉ qua đây là hợp lý mà. Ok. Ôi giời ơi, nó bị trùng cổng rồi anh em ơi. Chết. Đây, vô lại nha, gần ngay chỗ đó luôn các bạn. Đây, xem có trùng cổng đâu. Ôi giời ơi, ngon luôn. Rồi đây là cổng mà tụi Golem nè. Đấy, ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái máy farm sắt. Cũng như là đây là ngày 198 rồi các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tổng kết 200 ngày luôn nha các bạn ơi.